Mai Tuấn và Hồng Hà cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 57.6. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến với phần tin châu Á, bản tin đầu tiên do anh Mai Tuấn trình bày. Kim Jong Un vừa ra lệnh phá hết khu nghỉ dưỡng của người Nam Hàn ở trên núi Kim Cương. Hôm 23 tháng 10 vừa qua, lãnh tụ Bắc Hàn là Kim Jong Un cho biết các cơ sở nghỉ mát của Hàn Quốc trên núi Kim Gang tồi tàn và lạc hậu, và ông ra lệnh phá dỡ hết khu này để xây lại theo cung cách hiện đại. Hãng tin Reuters đã dẫn truyền thông tin của nhà nước Bắc Hàn cho biết như vậy. Hãng thông tin Trung ương Triều Tiên, viết tắt là KCNA, hôm 23 tháng 10 loan tin rằng khi đi thăm khu nghỉ dưỡng Kim Gang, còn gọi là núi Kim Cương, ông Kim nói các cơ sở ở đây tồi tàn và thiếu tính dân tộc. Bản tin của KCNA cho biết ông Kim chỉ trích các chính sách của Triều Tiên dưới thời cha ông là quá phụ thuộc vào miền Nam và tuyên bố rằng Triều Tiên sẽ tự tái thiết núi du lịch này. Ông Lee Sang-min, phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết miền Nam sẽ tích cực bảo vệ quyền sở hữu của người dân Hàn Quốc và vẫn sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về bất cứ đề xuất nào đối với các cơ sở nói trên. Ông không trả lời cụ thể khi được hỏi liệu Hàn Quốc có thể làm gì để ngăn chặn nếu Triều Tiên bắt đầu đơn phương phá hủy các cơ sở này. Các chuyên gia cũng không rõ liệu Triều Tiên có thực sự muốn phát triển du lịch độc lập tại núi Kim Cương hay không, hay là đang cố gắng gây áp lực lên Hàn Quốc để khởi động lại các tour du lịch và nâng cấp các cơ sở đang xuống cấp. Bản tin cũng nói tiếp là các tour nghỉ dưỡng đến núi Kim Cương là một biểu tượng hợp tác chính giữa hai miền Triều Tiên trước khi Hàn Quốc đình chỉ hoạt động khu này vào năm 2008 sau khi một lính gác Triều Tiên bắn chết một du khách Hàn Quốc tại đây. Được triển khai vào năm 1998 với sự đầu tư của các công ty Hàn Quốc như Hyundai Asian Corp và Ananti Incorporate, khu du lịch núi Kim Cương này thu nhiều triệu đô la mỗi năm cho Bình Nhưỡng. Núi Kim Cương là một trong hai dự án kinh tế liên triều có quy mô lớn cùng với khu công nghiệp Kaesong và là một dấu hiệu quan trọng của sự hợp tác giữa hai miền Triều Tiên. Chủ tịch Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đồng ý tại một hội nghị thượng đỉnh năm ngoái để khởi động lại các sáng kiến kinh tế chung tại khu này. AP cho biết Seoul không thể khởi động lại các hoạt động kinh tế liên triều vì như vậy đi ngược lại các lệnh trừng phạt quốc tế do Mỹ dẫn đầu đối với Bình Nhưỡng, vốn đã tăng nặng hơn từ năm 2016 khi Triều Tiên bắt đầu tăng tốc các vụ thử hạt nhân và tên lửa. Trung Quốc vừa viện trợ 84 triệu Mỹ Kim cho quân đội Campuchia. Tờ Khmer Times đưa tin chính phủ Trung Quốc đã ký thỏa thuận viện trợ hơn 84 triệu Mỹ Kim cho quân đội Campuchia để củng cố năng lực của lực lượng này. Theo tờ Khmer Times, thỏa thuận viện trợ được ký tại thủ đô Bắc Kinh giữa Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đó là tướng Thi Bành và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tướng Ngụy Phượng Hòa. Thông báo của lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia viết tắt là RCAF đã cho biết là tướng Bành ngày 17 tháng 10 đã dẫn đầu một phái đoàn Campuchia tới Trung Quốc để hội đàm về hợp tác quân sự. Hai bộ trưởng quốc phòng hai quốc gia đã có cuộc thảo luận trước khi ký kết thỏa thuận viện trợ quân sự. Trung Quốc đã viện trợ 600 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 84.8 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ Bộ Quốc phòng Campuchia. Đó là lời viết của thông báo của RCAF Campuchia cho biết. Theo thông báo thì trong cuộc thảo luận chung, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã ca ngợi tướng Bành vì những nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy mối quan hệ và sự hợp tác giữa hai nước. Tướng Ngụy Phượng Hòa cho biết Trung Quốc cam kết sẽ cung cấp viện trợ và hỗ trợ cho sự phát triển quân đội của Campuchia. Trung Quốc và Campuchia là những người bạn thân thiết. Tướng Ngụy Phượng Hòa đã nhấn mạnh rằng hợp tác giữa quân đội hai nước sẽ dẫn tới những thành tựu đáng kể. Đây là cơ chế giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa Campuchia và Trung Quốc. Tờ thông báo đã cho biết thêm như vậy, thưa quý vị. Thông báo của RCAF cũng cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cảm ơn Trung Quốc vì đã cung cấp viện trợ và hỗ trợ cho hợp tác song phương giữa lực lượng quân sự hai nước này, bao gồm các chuyến thăm trao đổi giữa các phái đoàn, tăng cường tập trận quân sự, huấn luyện con người và hợp tác cả ở cấp độ khu vực
cũng như quốc tế. Thủ tướng Campuchia Hun Sen hồi tháng 4 thông báo Trung Quốc đã cam kết viện trợ 600 triệu nhân dân tệ, tức 89 triệu Mỹ Kim, để giúp Campuchia phát triển lĩnh vực quốc phòng. Vào thời điểm đó, ông Hun Sen đã có chuyến thăm tới Bắc Kinh và có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Trước đó, trong chuyến thăm của ông Hun Sen tới Bắc Kinh hồi tháng 1, Trung Quốc cam kết sẽ viện trợ 800 triệu Mỹ Kim cho Campuchia từ năm 2019 cho đến năm 2021. Ngoài ra, Trung Quốc cũng cam kết nhập 400.000 tấn gạo từ Campuchia, đồng thời thúc đẩy thương mại song phương với mục tiêu đạt mốc 10 tỷ Mỹ Kim vào năm 2023 và tăng cường hơn nữa đầu tư từ Trung Quốc. Trung Quốc đã rót hàng tỷ Mỹ Kim nhằm hỗ trợ phát triển cũng như cho Campuchia vay thông qua kế hoạch Vành đai con đường do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động. Bản tin sau cùng về châu Á nói đến việc Hồng Kông đã chính thức rút dự luật dẫn độ và Bắc Kinh lại bắt tin thay bà Carrie Lam. Cơ quan lập pháp Hồng Kông hôm 23 tháng 10 đã chính thức rút lại dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc. Cùng lúc, chính quyền Bắc Kinh bác bỏ các nguồn tin nói rằng Trung Quốc có kế hoạch thay thế đặc khu trưởng Hồng Kông, đó là bà Carrie Lam. Sau 20 tuần biểu tình ở Hồng Kông, dự luật dẫn độ gây tranh cãi đã chính thức được rút khỏi cơ quan lập pháp Hồng Kông. Hãng tin AP đã trích lời Bộ trưởng An ninh, đó là ông John Lee, phát biểu với cơ quan lập pháp thành phố bán tự trị của Trung Quốc rằng chính quyền Hồng Kông đã đình chỉ dự luật vì nó đã dẫn đến xung đột trong xã hội. Tôi xin chính thức tuyên bố dự luật đã được rút lại. Đó là lời nói của ông Lee khi ông phát biểu với các nhà lập pháp Hồng Kông. Cũng hôm 23 tháng 10, thì Trung Quốc lên tiếng bác bỏ tin của báo Financial Times cho biết là Bắc Kinh có kế hoạch thay thế đặc khu trưởng Hồng Kông bà Carrie Lam. Một quan chức cấp cao ở Bắc Kinh thì lại cho biết là FT vừa đăng tin sai sự thật và căn cứ vào luật cơ bản được xem như là hiến pháp của Hồng Kông có hiệu lực năm 1997. Không ai trong số những người mà FP nêu tên có thể thay thế cho bà Carrie Lam được. Đó là những lời cải chính của chính quyền Bắc Kinh, thưa quý vị. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần tin châu Á và mời quý vị trở lại để nghe tiếp một số tin Việt Nam với một vài tin chính như sau. Việt Nam cắt đường lưỡi bò trong các loại xe ô tô mới nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam vì có bản GPS nói đến đường lưỡi bò. Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm hành vi kích động hành hung của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.